Xin chào các bạn, đây là chiếc Ford Ranger XLS AT 2019, cái phiên bản số tự động một cầu. Đây là màu này, là màu trắng thưa các bạn. Thì hiện tại cái Ford Ranger XLS AT 2019 này có giá là 650 triệu thưa các bạn, 650 triệu. Thì hôm nay là tôi đang đi làm một thủ tục hoàn thiện cái thủ tục đăng ký, đăng kiểm và lưu hành xe cho khách hàng. Và thưa các bạn, cái biển số của nó là 28C05373, biển số thực ra là 73 thì không vấn đề gì, biển cũng rất là đẹp này các bạn. Đấy, phần đầu xe với thiết kế rất là hầm hố thể thao, cái nắp capo thì dọc nổi thì nhìn rất là mạnh mẽ. Đây cũng là đèn pha, đây tôi đang bật đèn pha rồi, nhìn xem. Trang bị cả đèn cầm và đèn sương mù nhé. Bạn đi đâu mà dùi nó mà sương tuyết chút thì học đổ xe thì rất là an toàn các bạn. Tiếp đến tôi giới thiệu với các bạn đây là cái phần la răng của xe. Phần la răng của xe thì được trang bị la răng đúc. Thông số của nó là 255/70R16 và la răng sẽ là 16 inch, nhìn là cứng cáp này các bạn. Đây là cái mang cá này, chúng tôi thường gọi nó là cái mang cá có tích hợp xin nhan 2.2 là thông số của cái động cơ và cái 6 auto là hộp số tự động 6 cấp. Vâng, thưa các bạn, tôi cũng nói bên lề một chút về cái Ranger XLS AT này có giá là 650 triệu. Các bạn liên hệ cho tôi trực tiếp theo số điện thoại 0902 157 666, tôi tên là Bảo Đại, để hỗ trợ các bạn về cái chính sách bán hàng và giá cả. Và các bạn lần đầu tiên xem cái channel của tôi thì cũng mong các bạn ấn đăng ký để theo dõi những cái video mới nhất, cập nhật tin tức mới nhất về các cái dòng xe Ford, từ Ford bán tải, Ford 7 chỗ như Ford Explorer. Đấy, thì có những chính sách bán hàng tất cả tốt nhất được. Đây nắm cửa đấy ạ. Nắp bình dầu này. Tôi zoom cho các bạn xem qua xa nhé. Cái xe này thì chúng tôi đã nắp thùng cho khách hàng rồi. Nắp thùng, lót thùng, dán phim và trải sàn rồi. Và đang hoàn thiện các cái thủ tục đăng ký, đăng kiểm và lưu hành xe thôi. Phần đuôi xe thì các bạn. Đây ạ, tôi mời các bạn xem qua về cái thùng. Các bạn quan tâm đến thùng và lót thùng trị giá bao nhiêu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666, tên là Bảo Đại, để tôi hỗ trợ các bạn. Nắp thùng các bạn nhìn xem ạ, nắp thùng cắt nên là rất là đẹp, không thò nòi ra cái thùng đen ở ngoài, nhìn đẹp và tinh tế thưa các bạn. Đấy, lót thùng. Đây, phần đuôi xe Ford Ranger XLS thì hiện tại là có 8 màu. Ngoài màu trắng này ra thì chúng tôi còn có màu đen, màu xám, màu đỏ, màu bạc, màu xanh tinh thanh, màu xanh dương và màu ghi vàng. Mời các bạn ngó qua về cái phần nội thất nhé. Đi thêm mở cái cánh cửa lái ạ. Cái kia nó đang khóa cửa trung tâm nó không mở được, giờ tôi phải mở từ cửa lái đi. Vâng, thưa các bạn, thì hiện tại cái Ford Ranger XLS AT này chúng tôi bán với giá là 650 triệu. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666, tôi tên là Bảo Đại, để tôi hỗ trợ các bạn về cái chính sách bán hàng và giá cả.
Các bạn muốn ngó qua, tôi quay qua các bạn về cái nội thất và sẽ ngó qua về cái phần động cơ. Đây là cái phần nội thất này, thêm cái phần động cơ để các bạn xem. Động cơ đang mở máy đấy ạ. Các bạn nghe tiếng máy nào ạ? Rất là êm phải không ạ? Động cơ thì sử dụng động cơ 2.2 nhưng mà cho công suất của nó là 160 mã lực. Nó khỏe hơn so với cái động cơ cả cái phiên bản cũ khoảng 10 mã lực và sử dụng thừa hưởng cái khối động cơ của XOT. XOT là cái phiên bản là cất cao cấp hơn cái phiên bản XLS này. Khối động cơ sẽ... Rồi, quay trở lại về cái phần nội thất này. Đây là cái công tắc đèn này, hãy bật đèn lại rồi để tắt đèn cho bạn xem. Tắt đèn rồi. Menu này, cái đồng hồ này, đồng hồ hiển thị vì vừa tôi trao đổi với bạn nên là sử dụng cái công nghệ của XOT nên là cái đồng hồ cũng như là cái màn hình tablo này. Đấy, nhìn các bạn nhìn nó cũng sang trọng hơn phải không ạ? Sang trọng và đẳng cấp hơn này. Cái phiên bản mới này sang trang bị cái chống trơn trượt cân bằng điện tử. Ngoài ra thì cái trợ lái thì cũng có trợ lái điện rất là nhẹ nhàng. Tôi điều khiển bằng hai ngón tay nhẹ nhàng luôn. Ngày xưa trợ lái dầu lặng nhưng mà hiện tại cái trợ lái này trợ lái điện rồi. Ghế nỉ đằng sau. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm cái video của tôi. Thì tôi là Bảo Đại nhé. Các bạn quan tâm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Tôi Bảo Đại để tôi hỗ trợ các bạn về chính sách bán hàng, giá cả. Cũng như là các bạn lần đầu tiên xem cái channel của tôi thì cũng rất mong các bạn có thể đăng ký để có thể theo dõi cái channel của tôi, theo dõi những video mới nhất để tôi giới thiệu các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.